Hi cho các bạn, thì Toyota Tân Cảng bên Khoa hôm nay là giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe gia đình thấy không ha. Đây, một cái dòng xe rất là hot và rất gọi là đẳng cấp vào trong những năm 2014 các bạn. Thì trước mặt Khoa đây là mẫu Toyota Camry 2014 2.5Q. Đó, xe thì đứng tên công ty hả các bạn ha. Thì phải nói rằng xe công ty á, thường tâm lý Khoa cũng nói thật luôn, tâm lý các anh chị mua xe thường rất là sợ xe xấu, xe đi không có giữ kỹ, nhưng mà đối với mẫu Camry này thì bên Khoa mua về Khoa cũng đảm bảo cho các bạn là mẫu xe rất là đẹp nha các bạn. Và công ty đi cũng giữ khá là giữ kỹ đấy nha các bạn ha. Nó cũng tùy vào tài xế và cách bảo quản của từng công ty thôi. Thì xe này thì đi được 113.000 cây số. Có giá bán là 725 triệu cho cái mẫu Toyota Camry 2.5Q này. Đó. Xe này thì chính Khoa đi mua về luôn nha các bạn. Thì khi mà Khoa đi coi thì xe này chỉ nằm trong hầm mát thôi, không có đậu ngoài đường nha, nên chất xe khá là đẹp nha các bạn ha. Đó. Đây. Vỏ bọng cũng còn khá là tốt thôi các bạn ha. Đó. Phần hông xe nè. Thì xe này thì cũng chở xếp đi thôi, hầu như là những cái mẫu Camry này chở xếp nha các bạn, có tài xế riêng. Nên tâm ra cái chất xe các bạn thì còn khá là đẹp, khá là bắt mắt. Nên các bạn cứ yên tâm về chất xe thôi nha các bạn ha. Thì thật sự mà nói mà 725 triệu á, các bạn bây giờ đi mua á, thì các bạn có thể mua được một cái dòng Vios mới thì cũng xem gần 700 triệu. Nhưng mà nếu như mà đánh giá theo Khoa thì đối với cái động cơ 2.5 Camry này á, mà mình đi 100.000 thì nó không ảnh hưởng gì cái xe hết. Chất xe cũng khá là đẹp và bảo dưỡng hãng cũng khá là đều. Đó, nên các bạn có mua về đi thì cũng phải nói rất là yên tâm luôn các bạn ha. Thì xe tại Toyota bên Khoa thì cũng được kiểm tra hết tất cả gầm bệ phuộc nhúng này kia, và đặc biệt hơn nữa là các bạn khi mua xe sẽ được bảo hành 1 năm về động cơ và hộp số tại Toyota Tân Cảng nha các bạn. Đây các bạn ha, đó các bạn cũng thấy đây phần cốp xe nè, rất là rộng luôn nha các bạn. Đó, đúng là một chuẩn mực, một cái xe gọi là xe đẳng cấp luôn của doanh nhân nha các bạn ha. Đó. Xe cô khá là đẹp. Đây phần sau các bạn ha. Đó, thấy không? Ghế nè. Khá là mới luôn các bạn ha. Thì đối với mẫu Camry này á, thì mình có cái hộp chỉnh tựa tay nè. Đó. Ngã lưng ghế rồi âm thanh nhiệt độ luôn, phía sau có học gió máy lạnh điều hòa luôn các bạn ha, có rèm che nắng phía sau nè, đó. Hai rèm che nắng hông đây các bạn ha. Đây là mình quay gần các bạn coi, đó. Đúng đẳng cấp doanh nhân luôn. Mình đã có dán phim cách nhiệt rồi và thêm cái viền cái rèm che nắng này nữa thì khoang phía sau rất là mát nha các bạn. Vị trí nhớ ghế hai vị trí luôn các bạn ha. Đó, ghế lái điều chỉnh điện nữa các bạn. Rồi ghế phụ thì mình cũng có điều chỉnh điện luôn. Đó. Có cổng USB này, sạc 12V. Đó, hộp số tự động 6 cấp. DVD sẵn luôn các bạn ha. Vô lăng các bạn thấy khá là mới. Thì nó cũng có cái chi tiết này hơi bị lỗi là tài xế hay bấm bóp kèn ở đây các bạn, nên nó hơi mờ một xíu. Cái này là chỉnh vô lăng lên xuống cực gù hết các bạn ha. Đó, chỉnh vô lăng 4 hướng luôn. Rồi thì Khoa cũng xin nhắc lại đây là mẫu Toyota Camry 2.5Q đời 2014 các bạn ha. Xe đi được 113.000 cây số thì tại Toyota Tân Cảng bên mình đang rao bán với mức giá là 725 triệu cho cái mẫu xe này. Nếu các anh chị nào quan tâm mẫu xe Camry mình sử dụng cho gia đình sẽ liên hệ với Khoa để lên xem xe thực tế và sẽ một cái giá đặc biệt cho các bạn nếu mà các bạn nào quan tâm các bạn ha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại ạ.